Ngứa tay luôn lắm á. Ai chửi mà ngứa tay vậy? Hai phút hơn. Mộng hoa sim đi. Ok. Mộng nhá. Mộng hoa sim. Ngứa mồm muốn chữ lộn hay gì ta? Tự nhiên ngứa mồm ghê. Bên lưng đồi, ngày khi thơ anh hay đùa, mai sau anh cưới em. Cưới em làm sao? Bài này tông gì vậy các cao nhân? Sao em chào anh Sơn Doãn. Hờ nay cảnh ấm cúng mà xin bằng muội. Ngày nào cũng vậy mà. Nhưng mà em đang quạo cái tông nó không có vô. Mà thời gian trôi tôi xa rời, giờ vùng quê lên thành đô. Mong sao tôi sẽ mau thành công. Tôi đã hứa với em rằng bài này tông nữ là tông gì vậy? Bực mình hát không có vô bực mình. Những cái lúc mà thì cái autotune này nó không có ăn tông á, em thiệt em muốn dẹp nó luôn á. Muốn cầm cái búa dễ sợ. Cho một búa xong đời. Để chị hả? Cho anh. Tức. Mọi người biết không? Hề luôn. Thà như hát mixer hay là hát không có autotune ấy, thì nó sẽ mình hát kiểu gì nó cũng vào. Còn cái này á, mình hát đúng nhưng mà nó không có hợp tông, không có đúng tông là nó cũng bị bẻ nữa. Bán rẻ đi đập chi vũ. Không ngờ luôn á, đường đường là một giám đốc, đường đường là một kiến trúc sư mà cái cơ hội như thế. Bình thường em Phương nói chuyện có bao giờ anh vô live em nói chuyện với em một câu? Hôm nay Phương mới đòi là lấy cái búa ra xử lý bộ âm thanh mà anh vô anh xin rồi. Trời ơi. Trời ơi. Được. Bỏ tay. Nhiều khi nỉ thấy người giàu cũng khóc chứ có phải người nghèo mới khóc đâu. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Cao thủ không bằng canh thủ, canh bầu canh bí không bằng canh me. Đó, thơ này là nhà dành cho anh đó, anh Đoàn Dương. Nhiều khi là em uống yếu. Ủa anh ơi, dừng lại ngay. Hát đi. Tóc tai để chút BK rồi mới tính. Ai mượn anh nói câu sâu vậy hả? Làm bài sôi động nha quý vị. Mọi người đừng có nghe những gì anh Đoàn Dương nói nha. Nói gì đâu á. Sà lơ gì. Nói bậy bạ. Sao trời. Đô ta đô trưởng kêu bún yếu. Em chấp 10 tiến sĩ luôn á. Trời ơi. Trời ơi. Nhìn em giống diễn viên Hồng Kông. Em hát một bài nhạc chiến đấu nghe được không? Nhạc chiến đấu là bài gì anh? Nhạc chiến đấu hả? Hát chim trắng mồ côi.
Bây giờ có ai ở đây song ca với em thì em còn hát được. Phương An Giang gì nữa. Nhạc đỏ hả? Nhạc đỏ. Cảm ơn anh người mang tâm sự. Kinh kịch kinh kịch kinh kịch. Thức đất bạn ơi, lá đỏ. Ôi trời ơi, giờ mà làm bài vậy? Vậy hát bài không thể và có thể đi nha. Không thể và có thể tặng cả nhà mình nha. Sao dạo này rau mọc cứng quá. Ta đi làm sao về chốn cũ, đau nước hơi xa không thể thiếu những cánh buồn. Cảm ơn nhà mình ạ. Cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Cảm ơn mọi người tặng bông nha. Thực ra là thử sức nha mọi người. Bài này hên xui lắm. Nhắm mắt giả vờ phê. Bài này hên xui. Thực ra là có bữa cảm xúc thì hát tốt, có hôm thì có thể sẽ hơi bị fail. Nhưng mà bài hát này thực sự rất là xuất sắc của nhạc sĩ Phó Đức Phương. Phương tối nay đẹp quá. Ngày nào ngân hàng cũng lắm tiền nhờ. Ngân hàng tiền đâu lắm thế nhờ. Chào mọi người mới vào sân live ạ. Cảm ơn cả nhà đã tặng bông, tặng tim. Mọi người đi ngang qua cho Phương xin một lượt follow, theo dõi và một trái tim màu cam nha mọi người. Một trái tim màu cam. Một trái tim màu cam nha cả nhà. Chào chị gái Hải Yến ạ. Em chào mấy chị đẹp nhà mình nha. Chị Kim Thoa, Phong Hức Tóc, em chào anh Tuấn Bùi. Phương cảm ơn, cảm ơn anh Bạc Hà. Tự nhiên hát xong bài này. Ui, cảm ơn chị Hoa. Hát xong muốn bệnh quá mọi người. Cảm ơn chị Hoa ạ. Em xin cảm ơn chị yêu rất là nhiều. Chúc chị buổi tối vui vẻ, ngủ ngon nha chị ơi. Mè nheo ổng. Ủa. Dạ. Trời ơi. Chị có biết là hồi xưa giờ anh Bum coi like của Phương, anh Bum mới tặng đúng cho em một cây bông thôi á. Em không ngờ luôn anh Bum. Nhà anh có cá voi mà anh không tặng Phương. Anh tặng có bông không à. Trời ơi. Trời ơi. Chẳng bắt có bông hồng chứ. TikTok có bông hồng không có bông súng nha. Vậy thôi bữa nay anh Bum không cần vô coi like em đâu. Nhường máy cho chị Hoa vô đây anh ơi. Tố khô voi chi. Tố khô voi chi. Anh Bum ơi dịch giùm em anh Bum.
Dạ em sẽ hát mà. Phương tẹt hả? Cái gì vậy trời? Cảm ơn mọi người. Cần với cái mỏ em ghê, mọi người nhớ tặng Phương xin follow một trái tim màu cam nữa nha. Một lượt follow theo dõi. Dấu cộng ở đây nè mọi người. Follow dấu cộng, bấm vô cả nha. Tố khổ. À, tối khổ với chị. À, ghê. À, anh Thắng nói đúng nè. Cái anh Thắng nói đúng. Tối nay anh bum khổ với chị Hoa rồi. Nhà có cá mà không cho Phương. Phương đề kỳ tóc này rất đẹp. Cảm ơn anh Thông Đoàn. Tính tặng con sư tử mà bà xã nói tôi không đi đâu hết. Em hát bài Mưa trên biển vắng. Em này răng thưa thừa thóc. Không phải đâu, răng em dày lắm. Không thì có ai tự nhiên em giống cảm giác em bị sốt á mọi người. Người nóng ran luôn á, không biết sao tự nhiên nó lên vừa mới tức thì luôn á. Nóng ran vừa tức thì luôn. Chị ơi, mưa trên biển vắng em không biết có thuộc không nữa. Trân Hoàng, em Phương 2024 quá đẹp. Đẹp, không có chữ quá nha. Mặt này du. Du là cái gì? Anh nói một cái nữa đi. Biểu hiện đấy sẽ có bầu. Có bầu rồi. Ủa? Nắm tay có bầu hả mọi người? Nói thiệt mọi người là hôm nay em có anh Grab có chở em đi. Ngồi sau lưng anh Grab có bầu không mọi người? Trời ơi. Thôi từ 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 từ. Dạ cảm ơn anh Tùng Dương. Cái ông nội kia nói quá luôn á mọi mình. Toan rồi hả? Chết em rồi, giờ phải làm sao? Về cùa cho chị Hải Yến hả? Ngồi trước là có, ngồi sau không có đâu. À thế à? Ngồi sau. Anh ấy có bảo em đổi chỗ nhưng em bảo không. Trời ơi. Trời ơi. Em nhắc quý em bảo không. Em sợ má la. Em bảo không, đi xe ôm là đi xe. Đi xe là phải ngồi phía sau, ai đang ngồi phía trước. Thấy đường đâu mà ra, lại thấy đường đâu mà lái. Má bảo nắm tay có bầu mà Phương không nghe. Phương chỉ có nắm áo thôi à. Nắm áo của anh đó thôi chứ Phương đâu có nắm tay đâu. Quê anh có người dẫm vào bước chân trâu có bầu luôn. Quê vậy. Bước chân trâu hả? Em hát Người tình mùa đông cho nó cháy đi. Thôi em đang nóng. Hát bài gì nhẹ nhàng thôi. Ủa mọi người giờ này chưa ngủ nữa hả? Thức khuya dữ à? Rồi coi live stream. Nhớ là đi học thì nhớ học bài trả bài đầy đủ rồi. Chứ không là cô giáo không có cho coi live stream nữa đâu nha. Từ Châu. Em nói chị nhớ ngoại chị ngày xưa cũng nói vậy. Dạ ok chị. Chị Yến. Em chưa ngủ là bởi vì em đang đi tìm chồng. Chưa thấy bài gì. Gánh mẹ nha. Gánh mẹ nha. Coi chừng hát cũng có bầu hả?
Bây giờ hát theo yêu cầu của Tào Lao. Sao em không ngủ? Em chờ anh ngủ em mới ngủ. Em chào anh Thái Tài hả? Chào mọi người mới vào xem live. Gánh mẹ nha. Trời. Chúc anh buổi tối vui vẻ nha. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Cho con gánh mẹ một lần. Cả đời mẹ đã. Mẹ có vấn đề nha. Không vô tâm ta. Cho con gánh mẹ một lần. Cả đời mẹ đã tạo thân gánh con. Cho con gánh mẹ đầu non. Cả lòng mẹ đã gánh con biến trời. Bài gánh lãi ngân hàng. Ok, em tặng bài này cho chị Hoa luôn nha. Ok, ok. Bị lạc tông á. Bông hồng cài áo đúng nơi. Cho con gánh lại mẹ già. Để sau người gánh chính là con. Cái gì trời. Thử bài này thử. Chào anh Sơn, thả tóc đẹp, cảm ơn anh. Đêm trong đen ngồi nhớ lại từng câu chuyện ngày xưa. Mẹ về đứng dưới mưa che đàn con nằm ngủ canh từng bước chân thù. Mẹ ngồi dưới cơn mưa. Mẹ lội qua con suối dưới mưa bom không. Mẹ nhẹ nhàng đưa lối tiễn con qua núi đồi. Mẹ chìm trong đêm tối gió mưa tóc che lối con đi. Đêm trong đen ngồi nhớ lại từng câu chuyện ngày xưa. Sách vết con về
mẹ ngồi dưới cơn mưa. Đêm trong đen ngồi đếm tiền, tờ 50, 100, tờ nào sách sẽ đi, tờ nào ý thì để lại cho ngày mai đi chợ. Salam. Đêm trong đen ngồi nhớ lại từng cột trăm. Đêm trong đen ngồi đếm tiền, tờ 50, 100. Một bộ hát live bao nhiêu vậy con? Đếm tiền một phê. Ok anh yêu nhạc nha, em xin nhận góp ý của anh nha. Em chúc chị Hoa ngủ ngon nha, cô giữ sức khỏe chị ngủ trước. Dạ ok chị, em chúc chị ngủ ngon. Chị ơi nhớ tới thường xuyên nha, chớ chớ anh Bung chẳng bao giờ tặng em con cá hết đó. Chị nhớ tới thường xuyên nha chị. Tìm lại người xưa đi em. Anh khổ, anh nghèo khổ hả? Ok chấp nhận. Ngồi hai con mắt nó đỏ lè luôn, đầu nóng bừng. Hello anh, bóng ma là anh nha. Bóng ma rồi xong để cái hình màu đen luôn đi, còn bày đặt để hình em làm gì. Mọi người hôm nay em mệt thiệt, tại em đi cả ngày luôn á, hết sức lực rồi mọi người. Ý anh nói em là bóng ma á hả? Em sáng nay em dậy 7 giờ sáng đi công việc, xong rồi tới trưa về. Nói chung là trong người của Phương á, nếu mà có công việc gì là em lo lắm, em không có ngủ được. Dạ nên giờ nó bị giống kiểu nóng sốt luôn á. Đúng rồi, đi ngoài nắng cả ngày luôn á mọi người. Đi ngoài nắng mà công nhận trời nó nắng dã man thiệt chứ, nắng lắm luôn á. Ăn gì để anh mua. Trời ơi, nghe cưng vậy trời. Em không ăn gì đâu, anh mua cho em súp bào ngư đi. Bào ngư vi cá nha. Thêm con tôm hùm nữa. Trời ơi. Ê, từ từ, từ từ. Không ăn được gì hết. Bệnh không ăn được gì hết. Kiểu như mình phơi nắng nhiều quá, nó bị cảm, nó bị say nắng á. Hai con mắt nó đỏ lè luôn à. Mà có việc gì cái là mình lo, mình không có ngủ được, không có đủ giấc á. Thông cảm nha mọi người, cứ lên like cứ than hoài, than vãn.
Dạ hai càng hoàng đế nữa. Sao lo vậy? Có những thứ công việc riêng thôi. Phương đang chuẩn bị hôn lễ. Trời ơi, lịch chơi. Thôi từ 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 từ. Em đang lo cho đám cưới. Chào anh Tùng Vũ ạ. Nói giỡn á mọi người. Trời ơi, cái tin này đi xa dữ lắm á. Em chống lại. Không chị. Bỗng nghe tiếng sen. À mọi người, em chưa có lên video nhưng mà em sẽ nói trước với nhà mình nha. Tối thứ bảy, không, tối chủ nhật tuần này em sẽ tham gia cái radio, chương trình radio của TikTok, của kênh The Show. Hồi chiều em có lên live và chịu cũng tương tác với lại cái show lần trước. Thì mong rằng là chủ nhật tuần này mọi người sẽ kể chuyện người yêu cũ hả? Dạ. Em không có nói với mọi người là em chị dọc. Kiểu em đọc sách với lại là em cũng hơi chém gió. Với em bắt chước người ta rồi em bốc phét thôi. Chứ thật sự cái chủ đề này em cảm thấy mình không phù hợp lắm. Mọi người cũng biết mà, người yêu cũ, vấn đề là mình phải nói ra chuyện người yêu cũ, rút ra kinh nghiệm từ chính bản thân của mình. Nhưng mà mọi người nghĩ đi. Chào anh Nguyễn Tâm, em chào anh Nguyễn Kiên. Em kể chuyện ma khéo được, chắc xin đổi chủ đề chuyện ma quá. Đổi chủ đề chuyện ma á mọi người. Chuyện người yêu cũ hả? Sáng nay em đi qua công ty, em đi xe GrabBike để tiết kiệm, đi qua lúc 1 giờ trưa. Nắng. Quên mặc áo khoác. Có lẽ nào? Có lẽ nào? Hello, hello cả nhà.
chưa có biết kể anh nào. Anh Lương ơi, sao anh khéo vậy? Cảm ơn anh. Mà công nhận ha, mái tóc nó làm thay đổi con người quá ha. Tự nhiên hôm nay thấy, thực ra là em không có làm, không có uống, chỉ là đi nhuộm thôi. Đi nhuộm thôi, đâu có uống đâu. Này là uống giả đó. Bên đó người ta tạo kiểu cho mình thôi. Ngày mai gội đầu ra là nó thẳng tưng à. Mà công nhận tay nghề của họ làm đẹp quá ha mọi người. Thích ghê, ước gì nghề nào cũng có người làm tóc đẹp cho lên livestream. Nào cũng, ủa cái ông đó ông sấy á, tay nghề điêu luyện lắm luôn á. Chị Thúy bữa nào qua đây làm đi, đẹp. Ở Tân Bình á, em đi qua công ty xong rồi cái em định chỉ và cái chỗ đó nay ngủ ngồi mai không gội luôn, chắc chắn rồi. Đi qua công ty em xong công việc rồi, xong cái em thấy ở dưới, nghĩa là công ty nằm trên lầu 8, còn cái này nó ở dưới tầng trệt á. Em thấy cái gì mà gội đầu 50k. Cái em mò vô, cái một hồi cái em tốn 1.800.000 luôn. Nhuộm phục hồi, tại tóc em nó bị cháy. Ông nói gì à? Thì em muốn phục hồi tóc cho nó bóng mượt, nó nhuộm ra bóng mượt và thêm một củ. Em được giảm 10% bởi vì em phải đăng hình lên Facebook, đăng hình lên để quảng cáo, được giảm 10%, 2.000.000 còn 1.800.000 á. Xong nhưng mà em chưa có đăng. Em về em lên livestream em cũng chưa có đăng luôn, giờ đố bắt được em. Giờ em không đăng bài cũng mất 200 rồi. Em nói là về nhà em sẽ đăng. Xù luôn 200.000. So em cũng rẻ ha, quảng cáo có 200. Thực ra là mọi người biết, mọi người phải hiểu rằng á, lừa đảo ta ha. Ủa, nãy giờ quay video lại rồi, buồn luôn em ơi. Thực ra thì mọi người phải hiểu như thế này nè. Mình đòi tiền quảng cáo của người ta là tội nghiệp. Mọi người biết một cái tiệm tóc như vậy, làm hóa chất,
hít vào trong người bao nhiêu hóa chất mọi người. Cái cong này rồi cái mặt bằng của người ta nè, người gội đầu, người thì cắt tóc, người thì sấy tóc, 3-4 công người ta làm. Giờ anh cũng biết em là idol luôn á, nhưng mà không lẽ mình nói sao, nó kỳ cục quá, để người ta còn làm ăn nữa. Em chào anh LA ạ. Bao nhiêu thứ phải lo ở trong một cái tiền như vậy. Thì nhiều khi mình đòi tiền quảng cáo á, trời ơi, thật ra nó còn đẹp hơn vậy, đẹp hơn vậy nhiều. Mà em về nhà em búi rồi em làm đủ hết, làm tóc xinh lắm mọi người. Đẹp trai nhưng có thẳng không? Trời ơi, thẳng như tờ giấy. Nè, em cho mọi người coi nha, cho mọi người coi video hồi chiều nha. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Stop, stop. So beautiful. Oh my god. Chiều em đưa anh đi coi rồi. Xỉu cho. Trời ơi, xỉu ca xỉu dọc mấy bà ơi. Nè, coi em thả tim rồi nha. Em đá lông nghèo quá. Nè, cho coi lại nha. Thấy chưa? My God! Thôi từ từ. Xíu mấy bà ơi. Nhức nách chưa? Ôi ôi. Nè, cho bà Thúy coi chân dung nè của anh chàng đẹp trai làm tóc cho em nè. Nè, nhìn cho kỹ nha, coi chừng lé mắt nha chị Thúy. Oh my god. Oh my god. Kiss Joe. Xỉu dần đi. Trời ơi, lên cái chân. Từ 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 từ. Không thấy Thí lé mà thấy Phương lé. Trời ơi. Nè, nè, anh có răng khển nữa nha. Nè Thúy ơi, răng khển anh thấy không? Nè, thấy chưa? Ôi, đừng coi nữa. Thôi ôi, trời ơi, nhức cái nách luôn.
cu te quá em ơi, chắc chắn nó như vậy. Trời ơi xinh lắm. Táo muối. Không. Thấy chứ ông này hơi xương nha. Kiểu nếu mà quýnh lộn chắc ông rút dao găm ra được luôn. Xương lắm. Nói chung xương hơi khó gặm. Chỉ biết đứng lùi về phía sau. Đúng rồi, không có muối nào. Gầy thầy cơm hả? Anh Thông, anh Châu đang làm gì đó? Hôm nay anh Châu có có đánh đàn, uống cà phê giống như hôm trước không? Hôm nay anh có được nghỉ không? Không có mở như... Mọi người ơi, ai bình luận chữ mở cho ra đảo. Ai bình luận chữ mở cho ra đảo nha. Ủa trời ơi, trời ơi. Tôi làm thiệt kìa trời ơi. Làm thiệt kìa. Ủa mày gói luôn. Oh my god. Trời ơi, nóng như kem. Em chỉ đùa thôi. Hôm nay, ngày hôm nay của cả nhà có vui không? Cho em hỏi thăm một tí xíu được không? Nhà mình đi làm có bị ai ăn hiếp không? Quên không mũm mĩm như Phương. Đúng rồi, chồng em có ăn năn hối cải. Nguyễn Thu Phương và gia đình sẽ tha thứ cho anh. Biết quay đầu là bờ là tốt rồi. Chào anh Tom, Dương Ngọc Hà tóc mới đẹp dạ. Em ơi, chị á, tóc chỉ là thay đổi thôi. Còn lại, chị đẹp thì làm cái gì nó cũng tất nhiên là trời phải đẹp rồi cưng. Em tối nay out pixie bot quá đẹp. Cảm ơn anh Dũng. Anh Dũng thử bảo xấu xem nào. Qua đây đi rồi cho. Qua nhà chị chơi đi chị cho. Em chào anh BD 61. Trời ơi, sao BD mà phải công khai ra như vậy sao? Ok, welcome bạn đến với thế giới cộng đồng LGBT của chúng tôi. Ok luôn, nhớ nhé. Người ta tặng cái bông mà nói người ta quá trời luôn. Em xin lỗi anh BD nha. Chào Quỳnh Như Trần ạ. À, em xin lỗi anh. Chào bé không đẹp. Anh muốn cái gì?
어떻게? 뭐? 아유. Bình Dương 61. Dạ, em cho anh. Ok anh, em biết rồi. Em xin lỗi, em giỡn á. Anh Hay. Anh Hay ơi. Em sẽ tặng cả nhà mình bài Nếu yêu nhau là sai. Em ước rằng em có thể xóa bóng hình ấy. Nói em nghe đi, đến lúc kết thúc thật sao. Từ nha. Đi ngủ cho lành đỡ bị gọi. Sao lại thế nhở? Ai dám làm phiền anh Hai Hòa vậy? Đáng để anh Hai ngủ, có anh Hai mệt lắm rồi đấy. Cứ làm phiền người ta thôi. Thích gì cứ nói một lần đi. Phiền quá đi. Mình nhà bao việc. Chào anh Tùng. Vâng, và sau đây sẽ là ca khúc hết cả mồm đấy. Nói em nghe đi, đến lúc kết thúc thật xa. Thôi trăm năm hứa sẽ ở bên nhau bắt đầu. Cứ sau anh bồi mà quên đi chẳng đói hòa. Bỏ rơi em ở trong giấc mơ qua tan nhớ. Hồi lúc đã chim lấy coi lòng em giá buồn. Chỉ biết khóc ngước lên họ chờ ca. Ngày anh trao yêu thương cùng ai ai trên lễ đường. Khoảnh khắc khiến em vỡ vụn. Đợi mãi khi ngôi ngoài nếu còn duyên thấy nhau thì vẫn sẽ chúc nhau được bình yên. Dù sao cũng đang có những năm tháng đông dài. Chỉ tiếc chúng ta không gặp mãi. Nói em nghe đi, có lẽ bên nhau là sai. Có lâu đã nhưng chắc gì đã tìm được chân nói. Nếu như cuộc đời này giống như một bức họa, rằng em có thể xóa bóng hình ảnh. Nói em nghe đi, đến lúc kết thúc thật xa. Hứa trăm năm hứa sẽ ở bên nhau bạc đầu. Cứ sau anh bồi bạc quay đi chẳng đối hoài. Bỏ rơi em ở trong giấc mơ qua tan nhớ. Mãi khi ngôi ngoài nếu còn duyên thấy nhau thì vẫn sẽ chúc nhau được bình yên. Dù sao cũng đã có những năm tháng đắm say. Chỉ tiếc chúng ta không gặp mãi. Nói em nghe đi, đến lúc kết thúc thật xa. Có
lâu đã nhưng chắc gì đã tìm được chân ai. Nếu như cuộc đời này giống như một bức họa, em muốn rằng em có thể xóa bóng hình ảnh. Nơi nghe đi đến lúc kết thúc thật xa, hứa trăm năm hứa sẽ ở bên nhau bạc đầu. Cứ sau anh bồi bạc quay đi chẳng đối hoài, mà rơi em ở trong giấc mơ qua tan nhớ. Nói em nghe đi, đến lúc kết thúc thật sao anh? Em nói anh nghe nè, có lâu đài nhưng chắc gì đã tìm được chân ái không? Em giỡn đó. Em đùa. Very good. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Chào anh Phát. Cảm ơn anh Trọng Thái, anh Thomas tôi, cảm ơn gia đình tôi. Cảm ơn chị Nhi nha. Quý cô người Pháp. Yes, I'm France. Bom tu plong bismet to melang tolong. Một bài hát tiếp theo đó chính là một bài nhạc Pháp lời Việt. Very funny, yes, I'm sure. Yes, I know. Cảm ơn anh Tùng nha. Anh Tùng là ai vậy mọi người? Anh nói là cảm ơn Phương vì đã nhớ ảnh, nhưng thực sự Phương đâu có nhớ. Chuyện tình yêu đôi ta ngày ấy thiết như mơ, chuyện tình yêu đôi ta ngày ấy đầy mộng mơ. Mình làm quen nhau trên đường phố xa, dìu nhau qua công viên hè phố mưa, ngồi ôm nhau công viên lạnh giá. Chuyện tình yêu đôi ta ngày ấy đầy mộng mơ, chuyện tình yêu đôi ta ngày ấy xa. Chuyện yêu đôi ta ngày ấy giờ còn đâu? Chuyện yêu đôi ta ngày ấy thật yêu nhau. Một mình em lang thang đường phố khuya, tìm anh trong công viên đầy gió mưa. Kỷ niệm ơi đường chết trong là. Một mình em lang thang đường phố khuya, rượu qua công viên đầy gió mưa. Kỷ niệm ơi đừng chết trong ta. Một mình em lang thang đường phố khuya, tìm anh trong công viên đầy gió mưa. Kỷ niệm ơi đừng chết trong ta.
Cảm ơn mọi người. Cảm ơn cô chú anh chị đã tặng bông cho nghệ sĩ hài nhân dân Thu Phương. Thank you so much. Cảm ơn mọi người đã cổ vũ cho Phương vừa đàn vừa hát, vừa thổi kèn trong bài hát này. Thank you. Thank you, lady and gentlemen. Good job, amazing. Thank you so much. I love you. I love you all. Yes. You are very... You are so, so cute. Anh bye bye cả nhà. Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ. Vâng, anh Thomas thôi. Anh ngủ à? Beautiful and talent. Really? Yes, thank you so much. I think so. Quá buồn ngủ hả? Vậy anh ngủ thôi. Chào anh Huỳnh Cư nha. And the next song, I will sing a song. I will sing a song. Vòng nhẫn cưới. You know? Mọi người có thể yêu cầu bài hát mọi người yêu thích được không? Nghệ sĩ như hài nhân dân Thu Phương có thể phục vụ cả nhà mình. Anh Phát đi làm chưa anh? Anh Tùng nói chưa hôm bữa giờ anh Tùng không lẽ ghé like em. Không biết là anh Tùng có khỏe không? Sao mọi người lâu quá không ghé like em, sao mà em có thể hỏi thăm mọi người được? Anh đang làm em? Anh đang làm gì em vợ? Em có thấy gì đâu. Oh my god. Em có thấy anh làm gì em đâu. Trời ơi. Trời ơi. Từ 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 từ. Oh my god. Anh đang làm tê em. Cái gì nổi vậy? Anh hai ơi, giơ tay lên nào. Mãi bên nhau bạn nhớ. Anh hai ơi, thiệt sự anh hai là người bơm cho em, với lại mọi người nữa, bơm cho em cái năng lượng này đó. Em tưởng đó em sắp gục ngã rồi, nhưng ai ngờ đâu anh hai lại xuất hiện. Và anh hai hứng đòn. Rất vui được nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc ạ. Yes. Joe, you are welcome. Thank you. Bà ca khúc chạy về khóc với anh. Anh Thomas ngủ ngon nha anh ơi. Nếu mà được thì anh cứ treo ở đây đi. Em sẽ hát ru anh ngủ nha. Phương sẽ hát ru mọi người ngủ. Ru cho anh Phát ngủ luôn, cho trừ lương luôn. Yes, thank you so much. Từ từ đợi em xíu.
Là món gì? Là món gì nhà mình? Chết rồi mà còn nói ha. Canh ha. Ok, tí canh lắm. Ui giời, con vịt đẹp béo phết đấy nhờ. Móc cái mỏ nó ra. Móc cái mỏ. Móc cái chân. Bỏ vào nồi luộc. Luộc. Đừng có để trời không vai anh. Chị đừng thiệt ơn. Nó chết mà cũng biết mình chết nữa. Đang luộc, đợi xíu. Xíu này sẽ có tí canh nha. Xíp cho chị đi, đừng làm thịt tội nó. Pretty woman with great steel. Yes, I think so. Thank you so much. Anh là hãy càng yêu thêm.
trao em tình yêu, trao đi hết luôn cho nàng. Chìm đắm say khung trời hai ta giữa chốn mơ màng, nhắm mắt tay đan tan trong nỗi nhớ vô vàn. Nhớ em dù cho cạn men anh lại càng yêu thêm. À, bài hát Thủy Triều. Xin hết. Bài hát vừa rồi được mix up và remix lại giai điệu khác một xíu, nhưng mà nó vẫn là bài Thủy Triều nha. Nhà mình hết sức thông cảm và bình tĩnh nha. Ô anh không muốn đâu, anh không muốn đâu là cơn mộng. Ô em không muốn đâu, là không muốn đâu là cơn tạm. Bài hát này nó nhanh với lại nó kiểu làm sao em không có cảm được. Ồ, do nhầm lẫn hả? No, anh ta cố tình gọi cho em đó. Ông đó tự tìm phiền phức vậy. Công nhận ai mà yêu Phương thì đúng thì hơi phiền ấy, nhưng mà nhiều người cũng mong được phiền lắm ấy chứ. Nhiều người mong được phiền lắm thật.